Thanh xin chào các bạn nha. Hôm nay Thanh Vinh Phương vào rừng săn một mớ mật ong các bạn. Hôm nay anh em đi tìm ong ruồi. Anh em thì nãy giờ vô rừng được cũng hơi sâu các bạn, nằm trong giữa rừng, xanh quanh Thanh toàn là rừng cây các bạn. Thì anh em đi nãy giờ được đoạn rồi mà chưa thấy tổ ong ruồi nào các bạn. Giờ anh em bữa nay đi tìm một số ong ruồi. Phương đang đi trước các bạn. Rồi hai anh em tẻ ra mỗi một bên mỗi anh em mỗi người một bên đi để tìm. Lát anh em gặp thì kêu qua thì quay cho các bạn xem cái cách lấy ong ruồi với cái tổ ong ruồi nó đặt ở vị trí nào các bạn xem ha. Thưa về im nào Phương ơi. Thấy cậu không? Vậy là nó mới đi hả? Ừ. Cho coi. Rồi ơi các bạn, còn mấy con mới nở rồi, nó vừa mới bỏ đi các bạn. Còn mấy con già của nó đâu? Mới vừa phát hiện được ổ đầu tiên, nó lại bỏ đi rồi. Ừ. Anh Phương mới vừa phát hiện ổ nữa các bạn. Hả? Rồi. Thấy rồi. Để Thanh lại sát chứ qua cho các bạn nha nè. Bự nha. Đây các bạn. Các bạn thấy không? Con to à, ong ruồi khiếp không? Quá trời ong ruồi. Và nhìn thấy không? Quá trời. Để anh Phương dọn đường vô, anh Phương lấy cho mình quay các bạn, cho các bạn xem nha. To quá. Bằng ổ phở hổm mà Phương ha. Tổ ong thì nó ở những vị trí vậy nha các bạn. Nó lưa thưa nè, chứ anh em guồng cũng sậy cho bịch để nó thoáng trống thì sau này nó ở thôi, chứ ong thì nó sẽ ở những cái đặc điểm nó thưa cái này, có dây chạy, có chàm. À, ổ này bự quá, ổ này già. Ổ này khiếp nha. Các bạn thấy không? Mình phun khối vô cái nó gom lại. Nó gom con lại, nó không có bay lung tung. Mình phải phun thuốc cho các bạn, nó hơi cao khó lấy. Nó kỵ theo cái thuốc của mình. Hả? Kìm này. Chỉ cần có cái mùi thuốc lá là cái con ong nó gom lại các bạn thấy không? Nó không có bay đi. Như nó xây thuốc vậy đó. Các bạn nhìn kìa. Hổ ong, khiếp hổ ong các bạn. Chảy mặt quá trời phải không? Nặng quá chảy mặt. Chảy mặt hả? Ôi ôi, ổ này quả đã rồi Phương ơi. Vũ con trước đi. Không kìm. Không kìm, kìm, kìm. Mặt nó đầy cái nè Phương ơi. Mặt nó đầy cái nè. Quá trời con mặt. Còn mấy con nó bu. Đầu mùa nó cứ rủ. Hổ ong này nó chắc khoảng chừng cỡ 10 ngày nữa là nó chắc phải bỏ đi á ha. Nở con hết đi, nó già rồi. Nó bị ổ nó bị thâm đen vàng các bạn. Mình để cái cục nhộng con nó lại đó để cho nó bu. Nó bu lại cái nó lại nó nở cho hết cái con của nó để nó đi nó làm lại cái tổ khác, nó làm mặt nữa nha các bạn. Để anh Phương tiếp tục đi ruộng tiếp các bạn. Thì lúc này đầu mùa thì ổ ong nó cũng ít các bạn ơi, lâu lâu rồi mới hên mới gặp được tổ thôi. Anh em ngày cũng săn được vài tổ thôi chứ không được nhiều. Xin chào các bạn nha. Anh em cũng ruộng từ sáng giờ các bạn. Nhưng bữa nay thất ong này đi ruộng từ sáng giờ mà chỉ phát hiện được có một tổ các bạn. Bây giờ anh em mệt quá đi về. 10-15 ngày sau thì bắt đầu tiếp tục mình mới đi ruộng nha các bạn. Bây giờ cái ruộng không có mà cực quá thì giờ Thanh đi ra xuồng để đi về. Thanh xin phép kết thúc lại cái video ngày hôm nay cho các bạn. Thì đợt sau Thanh sẽ cố gắng tìm nhiều cái ong, gùi hơn, và lấy ong mật rồi quay cho bạn xem tiếp. Bữa nay thất quá các bạn ơi. Rồi Thanh xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn lại clip sau. Chúc các bạn ngày vui vẻ nha. Rồi, xin chào.